Hello everyone, how are you? I think you are fine. Me too. Cô chào tất cả các em học sinh khối 6. Em có khỏe không? Cô nghĩ các em đều khỏe, cô cũng khỏe. Chúng ta cần phải có sức khỏe tốt để chống lại các loại bệnh nhé. Today, let's study online together. Hôm nay, cô và các em cùng nhau học trực tuyến nhé. Before studying, listen to the song. How many seasons are there? These are the four seasons of the year: spring, summer, autumn, and winter. The four families are growing fast, growing fast, growing fast. The four families are growing fast on spring lawn. Unit 13, Activities and the Seasons, các hoạt động và những mùa. Section A, The Weather and the Seasons, thời tiết và những mùa. Now, open your books and notebooks, please. Trước khi vào bài mới, các em vui lòng mở sách giáo khoa và tập để ghi chép đầy đủ các nội dung bài học nhé. Are you ready? Let's begin. A2. Practice with a partner. Ask and answer questions about the weather. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu từ mới trong bài cho các em nhé. New words. Season. Season. What does it mean? Có nghĩa là gì vậy các em? Có nghĩa là mùa, mùa. There are four seasons. Now, look at a picture. Spring, spring. Mùa xuân, mùa xuân. Summer, summer. Tiếp theo mùa xuân là mùa hè, mùa hè. Fall, fall. Autumn, autumn. Mùa thu, mùa thu. Winter, winter. Mùa cuối cùng là mùa đông, mùa đông. Weather, weather. Là thời tiết. Thời tiết. Chúng ta thường có các loại thời tiết sau: warm, warm. Thời tiết ấm áp, ấm áp. Cool,
khô là thời tiết mát mẻ. Mát mẻ. Ngoài ra còn có thời tiết nóng là hot, thời tiết lạnh là cold. Các em đã được học ở các bài trước rồi nhé. Now, repeat after me all new words. Các em cùng đọc theo cô nhé. Seasons, seasons. Spring, spring. Summer, summer. Fall, fall. Autumn, autumn. Winter, winter. Weather, weather. Warm, warm. Cool, cool. Ở nhà các em nhớ tập đọc nhiều lần các từ này nhé. How about the structure? Về cấu trúc câu. Hỏi và đáp về thời tiết như thế nào? Ta dùng mẫu câu sau. What's the weather like in the summer? Thời tiết vào mùa hè như thế nào? Answer, câu trả lời. It's hot. Thời tiết thì nóng. Còn các mùa khác thời tiết như thế nào? Chúng ta nghe tiếp nhé các em. What's the weather like in the winter? It's cold. What's the weather like in the spring? It's warm. What's the weather like in the fall? It's cool. Các em cũng luyện tập những cái câu này ở nhà cho thật nhiều cho cô nha. Bây giờ các em chú ý cho cô. Đây, các em nhìn mẫu câu. What's the weather like in the summer? Các em đừng nhầm với động từ like ở đây có nghĩa là thích, mà like ở đây có nghĩa là giới từ, nghĩa trong bài như thế nào. Now continue, I agree. Listen and repeat, then ask and answer the question. Now look at four pictures. Let's begin. 3. Listen and repeat. Then, ask and answer the question. A. I like hot weather. B. We like cold weather. C. She likes cool weather. D. They like warm weather. What weather do you like? Để hỏi thăm người khác thích thời tiết nào, ta dùng mẫu câu sau. What weather do you like? Bạn thích thời tiết nào? Câu trả lời. I like hot weather. Bạn thích thời tiết nóng. What weather does she like? Chị ấy thích thời tiết nào? She likes cool weather. Chị ấy thích thời tiết mát. Các em chú ý động từ like ở đây có nghĩa là thích. Trong câu hỏi thì nếu chủ ngữ là một số ba số ít, he, she, it, thì các em nhớ phải mượn trợ động từ là does cho cô nha. Còn trong câu trả lời, nếu chủ ngữ là một số ba số ít hay là he, she, it, thì động từ like các em phải thêm s cho cô nha. Khi làm bài các em hay quên đến những phần này lắm đấy. Em lưu ý nha. A for read. Now look at four pictures. Who is this? This is ba. Các em sẽ xem coi bạn ba thường có những hoạt động trong các thời tiết như thế nào nha. Now listen. Read. Four. Read. When it's hot, Ba goes swimming. When it's cold, he plays soccer. When it's cool, he goes jogging. When it's warm, he goes fishing. Now,
practice with a partner. Bây giờ các em hãy thực hành với bạn của mình hay với người nào đó, hỏi và đáp về những hoạt động của bạn ba trong các thời tiết. Tôi ví dụ, what does ba do when it's hot? When it's hot, he goes swimming. Còn trong các thời tiết khác thì ba sẽ làm những việc gì, chúng ta xem tiếp nha. What does ba do when it's cold? When it's cold, he plays soccer. What does ba do when it's cool? When it's cool, he goes shopping. What does ba do when it's warm? When it's warm, he goes fishing. Tương tự, tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hành với bạn của mình hay một vài người thân trong gia đình, hỏi và đáp thường làm các hoạt động gì trong các thời tiết của từng người nhé. Chúng ta qua phần B. What do you do when it's cold? When it's cold, I play badminton. Các em có muốn nghe cô kể về các hoạt động của cô thường làm ở trong các thời tiết không? Bây giờ cô kể nhé. When it's warm, I go shopping. When it's hot, I go swimming. When it's cold, I listen to music. When it's cold, I watch TV. Các em cũng ở nhà nhớ thực hành các mẫu câu này càng nhiều càng tốt và càng thêm các hoạt động khác càng hay nha. Structure, hỏi về hoạt động trong điều kiện thời tiết nào đó. Các em lưu ý những mẫu câu sau. What does he do when it's hot? When it's hot, he goes swimming. What do you do when it's cold? When it's cold, I play soccer. When có nghĩa trong lúc, khi mà, là từ nối dùng để nối hai câu lại với nhau. Mệnh đề when nếu ở đầu câu thì các em chú ý sử dụng dấu phẩy để phân biệt mệnh đề chính. Nếu mệnh đề when ở cuối câu thì ta không cần thêm dấu phẩy nhé. Để nhớ bài học lâu hơn, tốt hơn, các em sẽ làm các bài tập sau. Now, exercise 1, match. Bài tập thứ nhất, match A with B. Các em sẽ nối A với B cho cô nha. Chúng ta có 4 câu. Number 1, number 2, number 3, number 4. Now, look at the 1, number 1. B, number 2, D, number 3, C, number 4, A. Đây là đáp án của cô đưa ra. Cô hy vọng là các em làm đúng hết các câu này ha. It's very easy. Nó rất là dễ dàng phải không các em? Bây giờ thì đến bài tập thứ 2. Exercise 2. Yep, feeling. Bây giờ chúng em sẽ nhìn trong khung này, chúng ta có 8 từ. Number 1, winter. Number 2, are. Number 3, fall. Number 4, grow. Number 5, flowers. Number 6, warm. Number 7, cold. Number 8, seasons. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là điền vào chỗ trống. Đây, điền vào chỗ trống với những từ trong hộp nha. Rồi, bây giờ chúng ta trước khi làm thì chúng ta sẽ đọc qua phần này thì chúng ta mới làm được lại. Em tập trung nha. Cùng đọc nhẩm cho cô nha.
Rồi sau khi chúng ta đọc thầm qua rồi thì chúng ta đã hình dung được cái câu trả lời của chúng ta rồi. Bây giờ thì cô sẽ đưa đáp án cho các em xem và các em sẽ so sánh với những cái câu trả lời của mình coi có đúng trong như đáp án không nha. Nào, number one, seasons. Number two, are. Number three, winter. Number four, warm. Number five, flowers. Number six, road. Number seven, hole. Number eight, hole. Rồi bây giờ đã có đáp án rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem coi nội dung bài nói về cái gì. Các em sẽ nghe cô đọc bài này nha. Now listen carefully. There are four seasons in a year. They are spring, summer, fall, and winter. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it is cold, but not very cold. There are many flowers in the spring. In the summer, the day is long and the night is short. People often go swimming in the season. The fall is the season of fruits. In the winter, it is usually very cold. The day is short and the night is long. Qua bài học này, các em biết cách hỏi và đáp về thời tiết, cũng giống như mùa và các hoạt động trong các thời tiết. Bài học của chúng ta đã kết thúc. Cô hy vọng là các em làm đúng tất cả các loại câu bài tập cô đưa ra. Nếu bạn nào làm đúng hết thì cô rất là khen ngợi các bạn đó nha. Homework, phần nhận nhò. Write new words and structures in your notebooks. Các em sẽ viết phần từ mới và những cái cấu trúc câu trong vở bài học nha. Learn new words and structures. Các em sẽ học từ mới và những cấu trúc câu vừa mới học. Do exercises from the school website. Các em sẽ làm những bài tập từ website của trường mình nha. Đây là địa chỉ website của trường mình đây. Prepare Unit 13 B1. Các em chuẩn bị cho cô bài 13 tiếp theo, phần B1 nha. Cô cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các em. Chào các em. Hẹn sớm gặp lại các em ở những bài sau. Thanks for watching and listening. Goodbye.